Chỉ huy Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, tối 15 tháng 12, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự thuộc Công an thị xã làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn trên tuyến đường Khánh Hòa. Khoảng hơn 20 giờ, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng một xe ô tô nhãn hiệu Honda HR-VRS mang biển số Hà Nội để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không tuân thủ mà nhấn ga bỏ chạy, húc thẳng vào hai cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Trước tình huống này, tổ công tác một mặt đưa đồng đội đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam để sơ cứu và may mắn hai đồng chí cảnh sát giao thông chỉ bị thương nhẹ. Mũi công tác khác tiến hành phối hợp với các lực lượng chức năng để truy dấu vết chiếc ô tô bỏ chạy. Và đến gần 0 giờ ngày 16 tháng 12, lực lượng chức năng đã xác minh làm rõ tài xế là một thanh niên 20 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Bước đầu ghi nhận người này không sử dụng bia, rượu hay chất kích thích. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.